Xin chào các bác, ngày hôm nay đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn chỉnh mẫu đồng hồ 9S66 của Grand Seiko 9S66 thì nó sẽ là bộ máy có kim GMT, kim giờ, kim phút, kim giây, lịch ngày và kim GMT Với bộ máy 9S66 thì kiểm tra mã máy ở đâu thì ở đằng sau này, này. Có cái chữ 9S66 Đây các bác này thì bộ máy 9S66 thì nó sẽ có 35 chân kính, 28.800 tần số dao động và có khoảng 72 giờ tích cót nhé. Khá là nhiều. Sai số của con này nó khoảng cộng 5 giây đến trừ 3 giây mỗi ngày. Ở đây có một cái núm xoáy vặn này, ở góc 4 giờ nhé. Thì ở đây cái núm này chúng ta sẽ, khi chúng ta chỉnh giờ chúng ta sẽ vặn ra. Đó, khi nó nó hết rồi thì nó sẽ có 3 nấc nước trong cùng là cái nước uh, kín nước vừa rồi đấy. nước giữa này các bác nước rút nhẹ ra thì nó sẽ có một cái nước nước giữa này và nước ngoài cùng nước ngoài cùng thì khi các bác rút ra nước ngoài cùng thì kim dây nó sẽ dừng Đó, có ba nước như vậy nước trong cùng nước giữa nước ngoài cùng nước trong cùng là nước kín nước như thế này nhé và khi chúng ta vặn cái gen này cố gắng là cho nó vào đúng cái gen để vặn thì nó sẽ không bị trần gen như thay một cái núm của Grand Seco này là cũng khá là chát chúa đấy. Cái vành benzen ở bên ngoài. Cái này nó hiển thị kim cho kim GMT giờ ngày giờ đêm. Với bộ máy 9S66 này nó là bộ máy cơ tự động nhé. Có hỗ trợ có tay, có dừng kim dây này này. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ sử dụng hỗ trợ có tay nữa. Con này tất nhiên là cơ chế automatic tự động. Ngoài ra thì có hỗ trợ thêm có tay. Chúng ta vặn cot có thể vặn cot cho nó bằng cái này. Trường hợp không đeo thì chúng ta vặn cot cho nó. Với cái máy 9S66 tích cot 72 tiếng thì sẽ xoay khoảng 60 vòng như này. Thì nó sẽ đầy. Đó, khoảng 60 vòng. Cái này nó là hỗ trợ chống vặn cot quá tải, nếu mà có vặn quá 60 vòng thì nó cũng không làm sao bởi vì nó có cơ chế chống bị đứt cot rồi. Cho nên là cứ vặn được Căng căng là chúng ta thôi thôi Ướm tầm tầm đấy là được Cót căng quá thì nó cũng không bị đứt Cho nên là cũng cứ yên tâm uh, Sử dụng các bác nhé Còn nếu mà chúng ta đeo trên cổ tay Thì với cái dòng máy này thì nó sẽ cần đeo khoảng hơn 10 tiếng Thì nó sẽ tích cót đầy khoảng 72 tiếng cho Mẫu này Thì đấy là các cái Chức năng phụ Bây giờ em sẽ hướng dẫn Chỉnh thời gian và chỉnh ngày Thì để chỉnh thời gian và chỉnh ngày Thì chúng ta sẽ xét cái kim 24 giờ và kim phút trước nhé sau đó thì mới xét đến kim giờ và lịch ngày sau. Lưu ý nhé, xét kim 24 giờ và kim phút trước. Đó, trong cái quá trình chúng ta xét kim giao MT24 giờ và kim phút trước thì chúng ta không quan tâm gì đến cái lịch ngày với lại kim giờ cả. Đó, thì anh em sẽ chờ cho cái kim dây nó về góc 12 giờ để chúng ta rút ra nấc ngoài cùng ở cái nấc này. Chờ cho kim dây về không nhé. Chúng ta chờ một chút xíu để cho kim dây nó về không để rút ra nấc ngoài cùng. Chiếc đồng hồ này hiện tại em có bán tại website đồng hồ quang lâm com anh em quan tâm có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm com để check chiếc này nhé. Đây, các uh, kim dây về 12 giờ này chúng ta sẽ rút cái nấc này ra nấc ngoài cùng Đó, rút ra nấc ngoài cùng nhé lúc này là chúng ta sẽ xoay cái núm này và chỉ kim chỉ quan tâm kim phút và kim gmt màu đỏ thôi nhé chúng ta xét cho nó về đúng cái giờ mà chúng ta muốn xét em lấy ví dụ hiện tại đang uh, em lấy ví dụ đi là hiện tại là 22 giờ 15 phút ngày mùng 10 22 giờ 15 phút ngày mùng 10 thì có nghĩa là các bác sẽ xoay cái núm này này 22 giờ đúng không thì cái kim GMT chúng ta chỉnh cho nó về 22 giờ 21 22 giờ 15 phút thì chúng ta cho lên 16 đi đúng không ạ à, kim GMT và trong cái đoạn giai đoạn này là chúng ta sẽ chỉnh kim GMT và kim phút thôi nhé cần kim giờ kệ nó không quan tâm Lúc này là kim 24 giờ và kim phút đã được xét xong. Thì uh, tất nhiên là kim giờ không chưa chỉnh, kim giờ có thể sai hoặc đúng. Lịch ngày có thể đang sai, đúng không Ngày mùng 10. Cái đấy thì chúng ta không cần thiết quan tâm lắm. Đó thì anh em chờ cho cái kim khi nào mà trên iPhone của chúng ta bắt đầu đồng hồ nó chỉ sang là 10 giờ 16 phút thì chúng ta bấm trả lại nước này để cho kim dây và kim phút nó chạy đúng này. Đẩy vào trong cùng nhé. Bây giờ đến cái phần uh, chỉnh kim giờ và chỉnh lịch ngày thì uh, anh em sẽ rút cái núm này ra nước giữa thôi, rút ra nước giữa nhé. Nước giữa thì kim phút và kim dây vẫn hoạt động bình thường. Và chúng ta xoay, đây rút ra nước giữa, nước giữa này, và chúng ta xoay và chúng ta để ý cho kim uh, khi mà kim giờ nó qua 12 giờ thì cái lịch ngày nó có nhảy hay không để chúng ta xác định giờ ngày giờ đêm nhé đây em lấy qua một vòng đi qua 12 giờ thấy lịch những ngày nó nhảy này đúng không và chúng ta muốn xét cho nó về ngày mùng uh, mùng 10 đúng không ngày mùng 10 thì các bác vặn quá thêm uh, mấy vòng nữa qua thêm mấy phòng nữa để chúng ta chỉnh cho lịch ngày nó về ngày mùng 10 cái này chúng ta xoay hai vòng đều được nhé xoay ngược xoay xuôi đều được hết nhé không ảnh hưởng gì cả Lắm mà khuyến khích các bác xoay làm sao cho nó chiều tiến cho nó gần nhất chiều tiến hoặc lùi cũng được lúc nãy là ngày mùng 4 thì chúng ta chỉnh lên ngày mùng 10 thì chúng ta chỉnh tiến lên thì nó nhanh hơn đúng không ạ khuyến khích chỉnh nhanh hơn đấy ngày mùng 10 này nhảy ngày mùng 10 đây có nghĩa là đang là 12 giờ sáng ngày mùng 10 1 giờ sáng ngày mùng 12 giờ sáng 3 giờ sáng 4 giờ sáng đúng không Thì bây giờ là 12 giờ trưa ngày mùng 10 này đó đây là 6 giờ tối ngày mùng 10 7 giờ tối 8 giờ tối 9 giờ tối và 10 giờ tối có nghĩa là bây giờ đang là 22 giờ 17 phút ngày mùng 10 khi dùng xong các bác bấm trả lại trạng thái ban đầu đó thì đấy là chúng ta đã chỉnh xong và một cái vấn đề đây khi sau khi chỉnh xong thì anh em vặn cái này lại là chúng ta dùng bình thường lịch lịch đúng này ngày đúng này kim GMT 22 giờ giờ đêm này kim phút giờ là 10 giờ kim phút là hạn 17 giờ Ờ, ngoài ra ngoài cái kim GMT màu đỏ này nó còn có một cái chức năng nữa là ngoài cái việc mà chúng ta hiển thị cái giờ ngày giờ đêm của đồng hồ ra thì các bác có thể chỉnh cho kim GMT nó hiển thị cái giờ của một thành phố khác ở trên thế giới em lấy ví dụ như hiện tại ở Việt Nam mình đang là 22 giờ 17 phút tối và có các bác có một người thân ở bên Nhật chẳng hạn thì giờ của Nhật nó sẽ trước của chúng ta hai tiếng có nghĩa là 12 giờ 17 phút thì chúng ta có thể chỉnh cái kim GMT cho nó lên cái 12 giờ 17 phút này, này. Thì chúng ta nhìn cái kim GMT với kim phút chúng ta biết được giờ của người quen của chúng ta ở nước ngoài. Và chúng ta nhìn kim giờ và kim phút này thì chúng ta sẽ có cái giờ tại Việt Nam. Thì đấy là cái cách chỉnh chiếc đồng hồ sử dụng bộ máy 9S66. Đồng hồ Quang Lâm kính chúc các bác sử dụng chiếc này một cách an toàn và theo đúng quy chuẩn của nhà sản xuất mà đồng hồ Quang Lâm vừa hướng dẫn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.